Tập 2. Em, anh được lắm. Anh khốn nạn thật mà. Triệu Tử Huệ bị bệnh nan y. Bác sĩ nói cô ấy sống không được mấy ngày nữa. Bây giờ đã trèo xuống giường tìm anh. Cô ấy sống không bao lâu nữa. Anh là đồ khốn. Để trạm xe lửa. Anh Thiên, hay là chúng ta đến bệnh viện trước đi. Trán của anh nóng lắm. Đến trạm xe lửa. Cuối cùng cũng lừa được em đến rồi. Hỷ Nhi, chị Lệ, anh Thiên đã vô nước biển ở bệnh viện rồi. Bọn họ từ ga xe lửa về rồi sao? Về rồi. Vậy Triệu Tử Tuệ đâu? Cũng qua đó, đi với anh Thiên. Cô ấy đến rồi. Bên đó là ai vậy? Đao tổng và chị Lệ. Chị Lệ, tôi là Đao Lệ. Từ Thi phát sốt rồi. Tôi một lát đưa anh ấy đến tìm chị. Tìm tôi làm gì? Có chuyện muốn nói. Được. Còn dám đến nhà sao? Mẹ, chờ cô ấy đến. Cô ấy có chuyện muốn nói. Táo hay lê? Lê được không? Giải nhiệt. Sao cạo hết tóc vậy? Không đẹp sao? Đẹp mà.
Anh muốn gặp. Bây giờ đã gặp rồi, có gì nói. Đột nhiên anh không biết nói gì hết. Anh muốn hỏi em, 3 năm trước tại sao không từ mà bị? Đúng. Tại sao? Cuối cùng vẫn cảm thấy anh không phải những gì em cần. Nhưng anh lại đưa ra quyết định lớn như vậy. Em muốn nuốt lời, lại không có cách nào giải thích với anh, chỉ có thể chọn cách bỏ đi. Anh không tin lý do này. Chính là lý do này. Bây giờ còn cảm thấy anh không phải người em cần không? Anh kết hôn rồi. Anh định không kết hôn, nhưng em biến mất rồi. Muốn lặp lại không? Muốn. Em không chắc. Không chắc. Nhưng anh muốn. Nếu tất cả có thể lặp lại, chúng ta vẫn có thể ngớ ngẩn như trước đây, nghĩ về tương lai rất xa, rất dài, có thể lập kế hoạch và tiêu xài vô tận. Ai mà biết, cuộc sống ngắn ngủi ngoài dự đoán. Không sao, thời gian dài mà. Dài không? Dài mà. Em về rồi. Nếu muốn bắt đầu lại với anh, anh phải sắp xếp thế nào đây? Anh đều nghe em cả. Anh đều nghe em sắp xếp. Đao Lệ yêu anh rất nhiều, em biết. Anh cũng yêu cô ấy. Sau 3 năm mới gặp lại em, anh lại muốn nghe em sắp xếp theo. Anh không muốn tổn thương Đao Lệ, nhưng anh muốn nghe em. Em không muốn khóc. Em rất ít khi khóc. Trước giờ đều có chủ kiến, làm chuyện gì cũng rõ ràng. Lát nữa em quay lại. Đi đâu vậy? Nhà vệ sinh. Bao lâu? Rất nhanh. Đừng lại biến mất nữa. Em thật là ngốc. Nhẫn tâm, không quản phí 3 năm này. Mau về đấy. Anh còn nhớ căn nhà nhỏ ở Dung Thành không? Chúng ta nói mua nó để ở. Đương nhiên nhớ rồi. Anh đã mua cho em một chiếc nhẫn kim cương, một đôi giày cao gót, còn cả cái túi này. Căn nhà đó em mua cho anh. Thật hay giả vậy? Lúc nào cho anh đây? Đã mua xong rồi. Vậy anh phải mau chóng hết sốt. Nếu không thì còn cho rằng đây là mơ. Hết sốt rồi, em lại không ở đây. Vậy thì đến căn nhà nhỏ ở Dung Thành tìm em.
Nếu vận khí tốt, 3 năm nay chỉ là mơ. Tỉnh mộng rồi. Em muốn ở đó cả đời với anh. Đâu cũng không đi. Được. Em đi đây. Đưa lê cho anh. Túi anh cũng cầm giúp em. Đến rồi. Để mẹ nói chuyện với nó. Mẹ, mẹ đừng có quản. Mẹ là trưởng bối, mẹ hơn nó một bậc. Con nghe mẹ. Cô ấy đang khóc trong xe. Nó khóc cái gì? Chúng ta còn chưa khóc. Cô khóc cái gì? Có gì nói thì nói đi. Xin lỗi chị Lệ. Xin lỗi gì? Chuyện lần này không phải chủ ý của con. Con sẽ đi ngay. Cô sẽ không quay lại. Cô không quay lại. Từ Thiên cũng đi với cô sao? Không. Muốn đi thì đã đi từ 3 năm trước rồi. Ba năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhà anh ấy cũng không muốn. Chúng tôi cũng chịu thiệt rồi. Tôi bệnh rồi. Là khối u. Bác sĩ nói chỉ còn có 2-3 năm. Cô có thể sắp xếp cho bản thân mình. Cô chưa từng đi Paris. Cũng không có mua nhà. Không có xe riêng phải chen chúc ở tàu điện. Cô
vốn dĩ nói cùng ở với Từ Thiên, sống từ từ hết đời. Thời gian ít hơn rồi. 2-3 năm trôi qua vô vị. Cô không cam tâm, lại không biết nói thế nào với anh ấy. Phải đi rồi. Vào trong rồi nói. Không đâu, em phải về Thượng Hải. Hôm nay phải về. Nửa tiếng nữa chắc không vội đúng không? Vào trong nghỉ một chút đi. Con xem mà con cũng trắng cả rồi. Con hôm nay còn không làm điều trị. Điều trị đó không thể trì hoãn. Xin lỗi chị Lệ. Một lát lại làm phiền Hỷ Nhi đưa em đi. Chị đưa em đi. Gì à? Bác sĩ nói thuốc hạ sốt của Từ Thiên phải vô thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Bây giờ còn không đến nửa tiếng. Được rồi, được rồi. Dì và Hỷ Nhi sẽ qua đó, con yên tâm. Tử Tuệ. Tử Tuệ à. Tử Tuệ. Triệu Tử Tuệ. Triệu Tử Tuệ. Anh làm gì vậy? Nước chạy nhanh như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Tìm người nhà phải không? Cô có thấy một cô gái 29 tuổi, đầu trọc. Đầu trọc. Sớm thấy cô ấy đi rồi. Anh còn nhớ căn nhà nhỏ ở Dung Thành không? Đương nhiên nhớ rồi. Vậy thì đến căn nhà nhỏ đó tìm em. Nếu vận khí tốt, 3 năm nay chỉ là mơ. Tỉnh mộng rồi. Em muốn ở đó cả đời với anh. Đâu cũng không đi. Bác sĩ, bác sĩ. Vô nước ở đâu? Vô nước gì? Chính là thuốc hạ sốt. Vậy đến phòng điều trị xem sao. Phòng điều trị ở đâu? Ở đó, con đưa đi. Được, được, cảm ơn cậu. Chị có phải người Nguyên Thành không? Cậu nói xem, tôi quen thuộc bệnh viện hơn cậu đấy. Anh Thiên, Đao Tổng vô trong tìm anh rồi. Chìa khóa đâu? Em đi gọi Đao Tổng. Đưa anh. Anh Thiên, anh muốn đi đâu? Anh đừng đi mà, anh Thiên. Anh Thiên à, anh đừng đi. Triệu Tử Tệ bị bệnh nan y. Bây giờ đã trèo xuống giường tìm anh rồi. Cô ấy sống không được mấy ngày nữa. Có người không?
Tìm ai vậy? Tìm Triệu Tử Tuệ sao? Đi theo bác. Từ Thiên, anh cuối cùng cũng đã đến đây rồi. Mọi người đều bận bịu rồi. Đến nơi này cũng là cưỡi ngựa xem qua. Chúng ta đã từng nói sằng bậy, phải cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ này. Khi nói em không tin anh, cũng không tin chính mình. Lúc muốn anh đến, em còn ở nhân thế. Nếu đã đi rồi thì em ở đây nói câu xin lỗi với anh. Bà nội đã từng nói rồi, đôi khi cuộc sống phải có, bất cứ chuyện gì cũng đừng khuôn mẫu. Qua những năm này, em mới thực sự hiểu hai chữ tin tưởng. Anh cũng nhất định sẽ hiểu. 3 năm trước Thượng Hải, Tiểu Hồ, Tử Tuệ, mau, thang máy mở rồi. Được được. Bộ đồ của Diêm Tổng lê dưới sàn rồi, mình giúp cậu cầm. Tranh thủ lại lấy một phần tiền lương. Ngoài nghề trợ lý công việc, lại xin nhận tiền lương trợ lý cuộc sống. Xấu hổ rồi, trợ lý tình cảm không có lương. Nói bậy đi. Nói bậy gì vậy? Toàn công ty đều biết. Chào. Chào. Chào Tử Tuệ. Phải, tôi in nó ra. Chào buổi sáng Diêm Tổng. Đây, cà phê sữa. Hạng mục AD quay lại rồi. Vẫn kiên quyết tăng chi phí lên 16 điểm. Bên xuất hàng còn cả bên cung cấp hàng, tôi đều liên hệ rồi. Bọn họ không có vấn đề gì. Phải bảo đảm với chúng ta, sau này hàng công ty đó không được đọc kiểm tra sổ sách. Còn nữa, sau khi bọn họ hỏi giao dịch thêm tiền vào tài khoản nào. Giờ trước anh về rồi. Tối đến trọ rồi nói.
Tử Tuệ à, điện thoại cậu cứ reo suốt kìa. Ba, Tuệ Nhi, chúng ta gặp ở bệnh viện dân tế. Ba và bà nội con đã đến nơi rồi. Bà nội thế nào? Là bệnh tim cũ. Lúc con về mang theo nhiều tiền đi. Sắp phải phẫu thuật rồi. Được rồi. Tiểu Hồ, giúp mình nói với Diêm Tổng một tiếng. Mình xin nghỉ trưa. Cái gì trên tòa nhà đó kia? Trung tâm thương mại cao thật. Cái gì mà cao vậy? Bao nhiêu tầng? Quê mùa gì chứ? Con đến Thượng Hải bao lâu rồi? Con không phải mẹ tốn tiền cho con đi sao còn nói mẹ quê mùa? Mẹ đánh con đấy. Con xem đi, đây là khách sạn quốc tế. Thật sao? Khách sạn quốc tế. Lát nữa qua đó chụp. Góc này cao nhất này. Được, chụp ở đây trước. Nào, Từ Thiên, đến đây chụp một tấm đi. Nào, có thể cười một chút không? Làm gì vậy? Nào, 1, 2, 3. Con cũng muốn chụp. Không phải như vậy, chụp không có được. Con phải tìm một người chụp. Không tìm một người. Xin chào. Là phiền một chút, thật ngại quá. Có thể giúp tôi chụp một tấm hình không? Cảm ơn nhé. Nào, mau lên. Được rồi, nhanh lên. Chụp một tấm hình đi, chụp đi. Được. Mọi người tiến lên phía trước một chút được không? Lên phía trước. Được rồi, nào. Đừng. Chói quá. Nào. Được rồi, cảm ơn con nhé, cảm ơn. Từ Thiên, con còn không cảm ơn sao? Cảm ơn đi, chút quà cũng không có, còn không cảm ơn. Thẻ của tôi. Thẻ của tôi. Làm sao bây giờ? Sao không lấy ra được? Vậy không cần phục vụ, ra lấy xuống xem. Phục vụ. Phiền một chút, giúp chúng tôi lấy cái túi đó. Màu đỏ, lấy chúng tôi xem một chút đi. Dạ được. Chiếc này bây giờ chỉ còn một cái. Cái cuối à? Vậy cuối cùng cũng phải giảm giá. Chiếc túi này là bản giới hạn, chỉ có hai cái. Không cần nữa, đi. Không giảm giá không mua đâu. Mẹ tức cũng tức chết rồi. Cái túi này chỉ hơn 4 dạng. Rõ ràng chúng ta bỏ tiền ra mua đồ mà mặt cô ta trông như vậy. Ở Nguyên Thành, mọi người trong nhà hàng chúng tôi gọi món rau xào, chúng tôi được đối xử như những người giàu có. Không mua nữa, đi. Không bán cho chúng tôi phải không? Không sao, chiếc túi này rất hút hàng. Đưa qua đơn. Dạ được, cô chờ một chút. Chào mày làm gì? Sáng sớm đi với chúng ta con không muốn sao? Con đi học 2 năm, mẹ mới tới Thượng Hải lần đầu đấy. Mẹ à, con nghe mẹ nói rồi. Được, không phải nữa. Tuần sau nhận được bằng chứng nhận đầu bếp. Ngoan ngoãn về Nguyên Thành với mẹ. Tiệm rượu của chúng ta. Con phải phát bệnh cái gì vậy? Còn học quản lý công thương gì đó. Còn ở Thượng Hải mới quán rượu. Còn gì là chuỗi quán rượu thị trường gì? Con ngoan ngoãn về Nguyên Thành đi. Đăng ký kết hôn với Tiểu Lệ. Ngủ cùng giường với con bé không được gây gổ. Mẹ nói con có nghe thấy không vậy? Mua rồi sao? Giảm giá. Thật sự giảm giá sao? Đến Thượng Hải một chuyến, cứ mua mấy thứ đồ mình thích đi. Quản lý công thương con đã đăng ký rồi. Về Nguyên Thành cũng có thể học. Nguyên Thành có thách thức gì? Anh ở Thượng Hải mở quán rượu. Nói em nghe, 3 năm, 5 dây chuyền, 5 năm đưa ra thị trường. Không tin sao? Tin. Ngược lại anh không thể về Nguyên Thành. Quán rượu đó thì sao? Có em quản lý là đủ rồi. Em nói mẹ anh đi, bà ấy nghe em thôi. Vì sao mà nghe em chứ?
Lau sạch chưa? Chiếc túi của con phải quý như vàng, sao phải lau kỹ như vậy? Không cần bà lo lắng làm gì. Bảo vệ môi trường có biết không? Đây là đồ công cộng đấy. Nếu mở quán mà gặp người như cô thì quán sớm đóng cửa rồi. Không phải chứ, bà là ai vậy? Tôi là ai sao? Tôi là ai thì để ba mẹ cô nói với cô. Bà, cô tự lo cho cô đi. Cô còn lớn giọng với tôi. Lớn xinh như vậy, mặt cũng rất được. Cô căn bản tố chất gì cũng không có. Nhặt giấy lên. Tôn trọng người lao động, cô hiểu không? Dứt lung tung như vậy. Mau, mấy mẫu giấy này này. Cô còn muốn đi? Tôi nói cô gom mấy thứ này, cô đừng có hòng ra khỏi cửa. Vì lần này đến là muốn chờ anh lấy được bằng tốt nghiệp cùng anh trở về. Em cũng đừng có ép anh. Ngược lại em ngày mai mua 2 vé tàu lừa mẹ anh trở về đi. Chính là bà ấy mắng người. Bà dựa vào cái gì mà mắng người? Nó mắng tôi nói bà biết đạo lý. Bỏ tay ra cho tôi. Nói bạn gái tôi bà có đạo lý không? Bỏ ra. Bà làm gì vậy, muốn đánh người sao? Tôi muốn đánh anh ta đấy. Tôi còn cào anh ta nữa. Bỏ ra, muốn làm gì? Hai người đánh một này. Muốn đánh sao? Đừng đánh nữa, đừng cãi nhau mà. Dám ăn hiếp gì tôi này. Đừng đánh nhau mà. Hai đánh một suốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng cãi, đừng đánh mà. Dì à, đừng đụng vào chân của dì. Chân của dì. Không sao, giữ hắn lại, mau giữ hắn lại. Không thể để hắn đi. Bà ấy tự ngã không liên quan tới tôi. Được không? Không được, không được. Mẹ không cử động được. Chậm chút, giữ hắn lại. Nào Từ Thiên, mau đưa đến bệnh viện đi. Bồi thường tiền thuốc đi, con cổng mẹ. Phí chữa bệnh nữa, bồi thường đi. Bỏ qua cho các người đấy, phí chữa bệnh. Phí chữa bệnh. Tôi đi công tác 2 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Thượng Hải. Ba, ở khách sạn 4 sao. Bạn đã cho tôi xem qua hạng mục này. Đúng, anh phần lớn, tôi thêm một phần nhỏ. Có nguy hiểm, tôi biết bỏ thế nào. Được. Ba, tiền mang tới chưa? Bà nội đâu? Đẩy vào trong rồi. Vậy còn tâm tư ở đây gọi điện thoại. Đàn ông phải biết kiếm tiền, ở đâu cũng phải kiếm tiền chứ. Ai là người nhà của Ngô Thúy Hoa? Tôi. Tim mạch bệnh nhân bị tắc nghẽn nên hẹp lại. Bây giờ lại phát hiện điểm tắc nghẽn mới. Nếu mọi người đồng ý thì cùng nhau làm. Đây là đơn. Nếu đồng ý thì ký vào đây. Ký ở đâu vậy? Để tôi xem. Cậu xem đi. Đều là kiểu cũ. Là một lần cái giá đỡ. Lưu Tổng, ngay bây giờ sao? Tôi đang ở bệnh viện. Hạng mục lần này là ở bệnh viện. Bác sĩ à, cho hỏi một chút, phẫu thuật sẽ khoảng bao lâu? Một lát là xong. Tiểu phẫu thuật, yên tâm đi. Cảm ơn. Ở đây đều nộp rồi mà. Ứng trước đấy. Không lại thêm mấy cái chống đỡ. Phải thêm hơn một dạng. Cuộc gọi vừa nãy con cũng nghe thấy rồi. Chỉ lời không lỗ, 3 tháng rưỡi tăng gấp đôi. 12.000 này hôm nay chắc chắn phải có. Con không có mang. Đi lấy đi. Ba ở đây chờ con. Chờ nội ra, con muốn gặp bà. Chờ cái gì mà chờ? Ít nhất cũng phải một tiếng nữa. Nội ra con nói với nội, con sẽ về ngay. Dưới lầu có máy rút tiền. Thẻ con bị nuốt rồi. Sao lại bị nuốt rồi? Con chỉ có một cái thẻ thôi sao? Con đi rồi sẽ về. Con không lấy tiền mà đi đâu vậy? Taxi. Đi hay không? Bỏ đi, tôi không cần nữa. Thật ngại quá.
Đúng. Phải. Anh đặt ở lầu 2 chỗ mà em thích nhất đó. Đổi bộ đồ ăn. Chuyện này anh không biết. Đúng. Được như vậy đi, không nói nữa. Được rồi, được. Uống nước không? Em lại đi bộ đến đây à? Đầu toàn mồ hôi. Chúng ta biết nhau cũng được 2 năm rồi. 416 ngày. Nhớ rõ như vậy sao? Bản thân em có một bản kế hoạch, cho nên nhớ rất rõ. Bản kế hoạch 3 năm đó của em. Em là con gái làm việc, không phải bà hay mẹ. Gặp phải việc phải biết nặng nhẹ. Anh rất thích. Nhưng tiếp theo anh muốn nói với em, có thể gặp một chút. Không sao. Tối nay 7:30, anh và Lữ Cảnh hẹn ở Lão Chính Hưng. Chính là nơi mà 9 năm trước chúng ta lần đầu hẹn hò. Anh nói chuyện này với em làm gì? Cô ấy muốn tái hôn với anh. Còn anh? Anh nói thật, cô ấy là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu. Anh hy vọng em đừng ghét anh. Anh có từng thích em không? Em sao? Từ trước đến giờ em chỉ thích mình anh. Xin lỗi. Không sao. Nhưng em càng thích sự nghiệp, thích công việc kiếm tiền. Anh sẽ giúp em. Em là nhân viên giỏi nhất công ty. Ngày mai em còn là trợ lý của anh không? Chức vị này rất quan trọng với em. Người nhà cứ nghĩ em có xe, có nhà ở Thượng Hải, có bạn trai, ngày qua ngày sống rất tốt.